Giao thông đúng rồi, anh cảnh sát giao thông gạch chiếc áo trắng này là anh quen đó, anh vô anh chỉ đạo mấy anh đó đó, mọi người thấy không, kỳ vậy ta. Ủa anh vậy là mấy anh đó quen hả anh? Tôi thấy Đúng anh rồi, giao thông tất cả chỉ. bạn mình đến đây, mình đổ vào hiện trường ở đây. Nếu các bạn có khúc mắc gì về an ninh trật tự thì bạn hỏi, còn những ngoài những chuyện đó mình sẽ giải thích nha. Còn bây giờ các bạn muốn có điểm gì về an ninh trật tự không? Đúng không? Cũng đây Ok, rồi. tại em không biết em hỏi nha. Không, mình hỏi được có hỏi một lần thôi, hỏi nhiều lần quá nó nhàn các bạn. Em thấy anh kia chỉ đạo mấy anh này thấy quen quá. Đó là anh này còn quay nhí. Sợ má ơi. Giờ em run quá mọi người ơi, chân đứng không vững luôn. Nè. Em sợ quá rồi. Không biết còn còn thay để trở về. Chạy xe ôm với em có làm gì đâu trời, quay em dữ vậy à, quay tiếp cận cận cảnh luôn á, quay thẳng mặt luôn á nha. Sợ em là sức khỏe em hiện tại bình thường ổn định lắm, nhưng mà tinh thần cũng vậy, không có ý định tự tử hay là kiếm chuyện với ai là đập đầu vô gối là mà đây này em nọ rồi. Không có ý định sức khỏe không? Đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ luôn đó. Không có ý định mà làm tổn hại sức khỏe bản thân gì hết nha, không có mà muốn kiếm chuyện với ai hết nha. Em chỉ chạy xe ôm thôi kiếm tiền chứ không có đi kiếm chuyện nha mọi người. Anh quay em quá, em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, ai gần hỗ trợ em với. Mà mấy anh này anh giao thông Quay ảnh vô chỉ cái đạo hết website. à, anh giao thông này nọ mọi người, anh ảnh đang còn đang bận thường thục đó đó, anh đứng đó đó mọi người. Em không biết có quen không mà nghe ảnh chỉ đạo quá trời. Em nghe anh cũng vậy á, quay thêm gần hơn chục anh đứng quay em mà. Đang đứng đây nè. Rồi sao rồi? À, dạ em tim đập chân vô có đi nổi đâu. Rồi sao đây? Tắt hả? Chết mẹ. Thì đang lái đây nè, thì em đang lay nè, mà mấy anh là dí em quá rồi, anh công an thì đuổi, anh giao thông á, anh giao thông đội gạch chiếc thì cũng đuổi ra, mấy anh này ở ngoài dí vô không biết chỗ nào đứng luôn. Sợ quá, anh coi lay của em là anh thấy là mấy người đứng Mày cầm kêu máy dí ai mặt em gần, kêu ai ở gần ra hỗ à, trợ đi. nói ai ở gần ra hỗ trợ giùm em cái coi. Anh Thành anh tắt lay rồi đó. Rồi anh đâu rồi? Thôi vô rước cho em đi ra với coi ở đây không, thì chạy vô lại. Giờ còn ai nữa đâu, có mình em đứng đây à, bây giờ chỉ có một mình em đứng đây thôi. Trời ơi ai lại cứu em chứ coi ơi, tình hình này dắt mình em ở đây. Trời ơi trời, sợ quá. Giờ hai chân nó cũng như là gà mất đẻ. Đứng không vững luôn á. Không chơi vậy là chết tôi rồi. Trời ơi trời, lại cứu tôi chứ cả trời, kiểu này ơi, sao sống nổi. Sợ cũng chết nữa, đừng nói với ổng là anh gì. Thôi ta à, lại tay rút tôi chạy chung luôn chứ. À, giờ làm gì vậy?
giờ tôi bị ú viêm tôi gần chết rồi nè. Ra đường bây giờ cũng phải luôn á, đứng ngay trụ sở cho an toàn rồi ơi. À, anh áo trắng này nè là đội cảnh sát giao thông trực tiếp nè, ảnh còn đang chỉ đạo với anh kia. Đó, anh nói rằng cầm máy quay mình rồi sao đây, bây giờ em ở đây em chịu tặng hai chịu hết luôn hay sao? Rồi, nó dí quá. Rồi, hồi ông chạy ngang con thú tôi dọt lên luôn ông ơi. Chứ kiểu này đứng không vững luôn à. À, có ông Thành ổng bị dí, tổng bây giờ, ổng ngập tổng bây giờ. Rồi, tụi ngoài này không an toàn, ai coi ghi màn hình lại cho mấy ông gọi sao, có gớt không? Chứ tôi đứng không vững là mười mấy người dí tôi quá chừng rồi. Gặp ông mà đứng ở đây ông cười không có nổi đâu. À, gốc ở đâu giờ có xe có cầu gì đâu, lấy mẹ chiếc xe không chạy bỏ tôi bơ vơ hết. Hiện tại em còn đang ở đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nha mọi người, phường Tân Phú, quận 9. Quá trời đông luôn rồi, kiểu này chưa bụi rồi. Sợ quá trời luôn á. Đó, anh này anh đứng quay 24/24 luôn nè. Đó, anh đứng xe xe nè. Đó, mọi người thấy không? Hai ba anh nữa đó. Hôm trước con nè. Ôi trời. Em lại giờ em mất bình tĩnh luôn rồi. Bình tĩnh gì nổi nữa, chân cũng rung. Hồi về nhà được an toàn, ai có cái giếp cho em mượn đó, em nắm em gấp em kéo ra chứ mà nó thụt mất tiêu luôn. Sợ quá trời luôn á. Ôi da, quá chừng mấy anh này anh nghĩ là cũng trong đội dập tiếp thôi. Tại vì anh áo trắng hồi nãy anh còn chỉ đạo mấy anh này mà. Không biết là có chuyện gì không nữa. Mình thì mình đâu có vi phạm pháp luật gì đâu, mình chỉ chạy xe ôm mình đứng ở đây thôi. Đâu có làm gì đâu. Cái là chim chắc là bị dập luôn đó. Em làm gì đâu trời, quay cái trời. Còn ở trong đó là còn ba anh đứng ở trong gào nữa rồi mọi người. Ở đây có anh công an với anh văn phòng bảo vệ hiện trường gì đó. Đóng anh luôn, bây giờ hết đếm được rồi, anh núp tùm lum hết nè, em cũng không biết đường đâu em đếm. Mà quá trời luôn, ai cũng cầm máy quay chĩa cho em á, áp đảo tinh thần em quá à. Sợ quá trời luôn á. Ai thả cho em một trái tim để em, mà tim em nó bớt đập chứ. Lần đầu tiên trong đời có nhiều người quay mình cầm máy chĩa vô mặt mình. Em cũng không biết cảng cá tắt cậu gì là ở đâu nữa, em
ít ở trên đây lắm, nhưng mà hiện tại đang ở đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Anh Trương Văn Được 274907. Đâu anh đứng, đứng bên đây được không? Dạ. Dạ rồi ok. Mấy anh này còn đứng dám lại gần luôn á. Nghe nè. Sợ quá chừng luôn nè, nên là mọi người quay em quá chừng luôn. Không biết vụ gì luôn. Sao sao kỳ hả ta? Đứng quay mình dữ hả ta? Đuổi anh không? Ba bốn người dí. Rồi bây giờ chuẩn bị ụp rồi đó mọi người. Anh đâu có kiến là anh Long đó nha mọi người. Nguy hiểm tính mạng quá, ai tới rước em đi với coi. Trời ơi, cảnh sát cơ động lại luôn. Đi qua đây với anh gì ơi. Có cảnh sát cơ động là 113 lại rồi cũng đỡ mọi người ơi. Hả? Anh bị dí chạy mất tiêu rồi, còn mình đây mới đây. Hả? À, mấy anh này nè, quay phim được không nè. Kìa còn đang quay phim miếng số xe anh kìa. Anh lại lại đây là anh bị quay á, em muốn biết sao. Anh sao mà mấy anh này quay mà có không bị gì không anh? Nãy thấy anh còn chỉ đạo mấy ảnh mà. Anh mà mình quay em cho ra anh đâu có làm gì đâu. Ủa tôi quay anh hả? Tao thấy mà dí cầm điện thoại. Sao bị dí quay anh? Đâu coi thử em có không? Nè em coi không có, không quay em gì đâu. Rồi rồi không quay em thôi. Hả em đang live stream. Thôi anh đứng lại gần em, sợ quá, đừng có đứng gần em. Anh đừng đứng gần em. Đứng gần đi xích lên kia, đi ra lên kia không ai đứng gần đi ăn kia. Rồi. Anh đứng gần em sợ cũng chết luôn. Dạ. Em đâu em đang selfie nè, anh dòm coi. Coi đúng không? Đúng không? Em đang selfie. Tôi không hết ai dùng hình ảnh tôi hết trơn á. Em có quay anh đâu? Đúng không? Dạ thôi anh đứng cách xa em nha, em qua đây anh đứng lại gần em nha. Trời ơi, quá trời luôn á. Không ổn rồi. Ở đây thì có cảnh sát 113 rồi mọi người ơi. Mấy ảnh này nói mấy ảnh không có quay mình. Trời ơi, mình đứng sau lưng nữa trời. Bao giây em hết chừng rồi. Dí xung quanh luôn á. Anh làm gì anh đừng có lại gần em, lỡ cù chỏ anh hâm mộ cù chỏ anh dính vô tay vô mặt em này kia làm sao? Lỡ anh đừng có lại gần em. Hâm mộ em theo nhưng em. Nhưng mà anh lại gần em làm gì, anh cách xa em ra đi. Gần em đâu. À, anh mà lỡ cụ chỏ anh nó dính vô mặt em làm sao? Sao em biết được? Em đi chỗ khác anh đừng có lợi em dí em xíu. Ủa, trời. Sao tự nhiên đi theo em chứ vậy?
Trời ơi trời, sợ quá trời luôn á. Nào mọi người thấy không, tự nhiên đứng quay xung quanh mình rồi nói mình lại gần. Anh cảnh sát giao thông gạch chiếc rồi còn lại nói hâm mộ nữa chứ lại đứng kế bên mình luôn. Kêu ai cứu trợ mới được. Nhưng mà giữ kiếm đường tháo thân thôi chứ mà ở đây hồi rất nguy hiểm. ai làm ơn lại rước em dùng cái. Lại rước cái coi ông nội nó dí quá trời nè. Đi không được luôn á. Ông nội. Ông quay lại ông rước tôi đi dùng cái thôi, đứng ở đây ngồi chắc bị dục quá. Nè. Ông giờ anh lại chiều với tôi, ông thấy hai ba chục người luôn á. Dí là không cho mình đi luôn á. Nói ông Việt chạy xe lại luôn đi, rồi rước anh hai anh em đi, ông Long bị tụi nó dí quá trời kìa. Lẹ dùm đi. À, cuộc đời của em chưa bao giờ mà lòng vô hoàn cảnh này luôn. Không biết xử lý làm sao luôn á. Mấy ảnh quay xung quanh này nào, sao rồi đi đâu mọi người. Kiếm đường chạy thôi chứ công an thì đứng nó quá chừng luôn, mà mấy anh này còn dí mình quá chừng không hiểu nổi luôn. Giờ hết biết đường binh luôn. Ai lại cứu mình chứ. Sợ thiệt luôn. Chơi vậy ai chơi lại. Đó. Em không dám lại gần mấy anh công an luôn á. Lại không biết từ chỗ mình. Rồi người xô đẩy rồi kìa. Anh đó là anh Long, ảnh đang bị ụp rồi mọi người ơi. Giờ sao cứu luôn. Quay lại thôi. Sợ quá, mấy anh đứng lại gần em mấy anh. Rồi trong phim chỗ này là bị ụp chắc luôn. Sao vậy anh, em nói làm gì đâu mấy anh lại xô đẩy em như vậy. Em đứng ở ngoài đường em đâu có lợi trụ sở cơ quan gì đâu, em đâu có làm gì đâu mấy anh đâu mà mấy anh. Gì đây dạ? Em thấy mấy anh này tự nhiên dí em quá chừng rồi em mới bật máy lên không quay. Nhưng mà cái nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ hay là có vấn đề gì cần giải quyết ở đây không mà sao à? Em thì em chạy xe ôm em đưa, tự nhiên em chở mấy anh này lại đây nè. Ở đâu? Khu vực ở đâu? Để kiểm tra giấy tờ đây. Ở đây tự nhiên kiểm tra giấy tờ em. Bây giờ có con thôi. Em nghe anh ơi. Hello ơi, sao anh không có được đụng điện thoại em? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ anh đến đây, hôm nay đi live stream. Em nghe anh ơi. Làm gì? Dục đó đi làm gì? Anh có vấn đề gì thì giải quyết đi vô đây. Để nếu cần giải quyết thì mời. Rồi vô nha. Em không có giải quyết gì, tự nhiên mấy anh lại bắt em làm sao. Đừng anh đừng có xô đẩy em. Hiện tại là sức khỏe em tốt nha mọi người. Sức khỏe em bình thường nha mọi người. Alo alo, em đang ở cảnh sát giao thông gạch chiếc. Anh Thành, quay em gái anh Thành. Quay em gái đây. Em đang live nè anh ơi.
mà tự nhiên dí em vậy nè. Gọi điện thoại đi, tại sao? Gọi điện thoại đi, mời thầy xuống. Mời nha. Rồi, giờ nè. Sao tự nhiên? Giờ nè, giờ tôi nói anh vậy. Giờ anh muốn giải quyết cái gì? Anh để đi. Giờ anh muốn giải quyết cái gì? Em không muốn giải quyết gì hết. Hả? Chỉ muốn em đứng ngoài cổng cơ quan, em không có. Rồi, rồi, giờ tôi đang tôn trọng anh thì anh phải tôn trọng tôi, đúng chưa? Đúng rồi. Giờ anh tắt cái live stream đi. À, còn muốn cái gì tôi mời anh là dịp hồi giải quyết. Em ở ngoài em lại chuyên chứ. Thôi, tôi muốn anh mời anh dịp hồi giải quyết được không? Rồi, lại em sức khỏe em có rồi, rồi nếu mà ai kia tôi chịu trách nhiệm cho. Rồi, đây, mà tự nhiên em không có về phường. Đi. Em về phường chứ. Tôi mời anh, đi. Sao anh mời em kỳ vậy? Anh mời em kỳ vậy? Ừ, thì tôi mời lịch sử mà. Anh Lê Đồng Phương. Tôi mời, tôi Lê Đồng Phương. 24364. Rồi, dạ lên. Anh làm vậy? Đi. Không. Tôi không làm gì vậy? Em không đi. Rồi, đi. Dạ lên. Tôi mời anh về phường cho biết cho. Nè. Mà anh có làm gì đâu, mời anh phụ. Mà để đi. Tự nhiên hâm mộ lên xe lặng sau. Hello. Trời ơi, quay quá chừng luôn. Em cũng quay chào mọi người nha, mình đang ở đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hiện tại thì mình đang đứng với cổng trụ sở thì mấy anh này lại quay phim mình quá chừng không biết là ai luôn. Đây hai anh nha mọi người, bên đây 1, 2, 3, 4, 5 anh nữa. Sợ quá. Còn anh thiếu tá công an hồi bữa anh áo trắng đeo khẩu trang xanh đó mà mọi người 6-7 anh luôn. Trời ơi sao đứng ngoài quay mình dữ vậy. Ai lại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ vậy đó nha. Em đứng đây rồi mà mấy anh đứng quay em xung quanh luôn, sợ quá chừng luôn. Được chứ không? Đây là anh đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rồi mọi người. Em thì em gặp anh hoài. Mà sao mấy anh này quay em dữ vậy anh? Hâm mộ anh quay anh. Dạ. Hâm mộ. Em đâu có làm gì đâu, hâm mộ. Mà quay mà quyền cá nhân của em mà mấy ảnh quay mà không xin phép em gì hết. Điều 32 luật dân sự đâu có quy định là cho quay cá nhân vậy đâu anh. Mấy anh còn đứng rồi thôi, cỡ hơn một chục người luôn á, sợ quá. Ai sẽ lại ai ghi màn hình lại giúp em nha. Mấy anh còn quay em quá chừng luôn. Đây hai anh nữa nè mọi người. Đây anh anh đứng kế bên luôn á. Anh ra giơ điện thoại thẳng mặt luôn. Sợ quá chừng không chắc điện thoại em bị ức. Bốn anh đây, bốn anh cầm bốn cái máy quay. Bên đây anh là năm anh, bên đó anh là sáu anh, bên đây anh nữa bảy anh. Sợ quá chừng thôi qua đây em ngồi. Để có mình em đây rồi mọi người ơi. Ai hỗ trợ giùm em với ơi, sợ quá chừng à. Tự nhiên chĩa mấy người áp đảo tinh thần em quá. Rẻ mình nổi tiếng vậy thôi ta. Camera men mà. Ai coi cái màn hình lại giúp em nha. Hồi bị ập rồi còn có bằng chứng nha. Thì áp đảo tinh thần quá chừng luôn á. Em like lên ai thấy thì hỗ trợ em với quá trời người. Gì kỳ vậy.